thì vâng, mình cho đấy chứ. Mình cứ nhận tí hướng hộ mới đó. Nào mà phải cứ tí hả mâm? Cho cây mộc này nó to thật, cùng với cái lẽ đang mặt cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.